Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với WiseTech. Nếu nhà bạn đang có những chiếc laptop giống như thế này, à không, không nhất thiết là phải mất cái đít này, nhưng mà đại khái là nó cũng kiểu như thế này. Anh em nghe âm thanh nhé. Tức là nó đã già lắm rồi, nó vụn vỡ rồi, nó yếu lắm rồi. Và đặc biệt ấy là nó còn đang chạy cái loại ổ cứng như thế này. Đấy, anh em biết là gì không? Đây là ổ HDD. Đây là một chiếc VAIO đến từ thời kỳ năm 2012. Đấy, tầm đấy. Thì đến thời điểm này ai mà còn giữ được ấy thì mình thực sự mình rất nể. Nhưng mà nếu anh em làm thêm một cái thao tác này nữa thì mình còn nể anh em thêm gấp nhiều lần nữa cơ. Đó là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau phần intro nha. Ok, ai cũng biết laptop cũ thì vứt đi cho nó nhanh. Nhưng còn với cái tinh thần của người Việt ấy, đấy là cái gì tận dụng được thì tận dụng, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm. Thì với cá nhân mình thì vẫn là những chiếc laptop mà có thể phục vụ cho những cái nhu cầu rất cụ thể. Ví dụ như là lướt web, xem YouTube. Ôi, cái đấy thì các cụ thích cực kỳ luôn. Cho nên là nếu như mà bạn đã từng có một chiếc laptop thời sinh viên mà muốn để dành cho các cụ làm những cái thao tác như là đọc báo này, xem hôm nay Sơn Tùng fit với Jack hay là gì đấy thì đấy. Hãy nâng cấp em nó. Vậy thì nâng cấp bằng cách nào? Đây, ở ngay trên bàn mình đang có hai chiếc ổ cứng dành cho hai cái dành cho hai cái nhu cầu có thể nói là rất đặc biệt như thế. Tại sao mình nói là hai nhu cầu ấy? Bởi vì là có những chiếc laptop cũ thì nó sẽ sử dụng cái ổ vãi dụng cả pin ra luôn. Nó sẽ sử dụng những cái ổ HDD 2.5 inch như thế này. Nhưng mà cũng có những chiếc laptop không cũ lắm thì nó đã sử dụng SSD như thế này. Đấy, à không phải là đã sử dụng mà là có được trang bị khe SSD M2 nhưng vẫn được gắn SSD SATA chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp nâng cấp khác nhau cho nên chúng ta sẽ để ý nhá. Bây giờ thì mời anh em lại gần, bởi vì những sản phẩm này sẽ khá là nhỏ cho nên là chúng ta sẽ cần phải nhìn gần nhau hơn để có thể quan sát rõ hơn. Đầu tiên thì đây là một chiếc SSD AGI chuẩn M2 NVMe với giao thức là PCIe Gen 3.0. Thực sự thì nó không phải là một chiếc SSD nó quá là khủng khiếp, nó không phải là một chiếc SSD nó quá là hầm hố hay là tốc độ nó quá cao. Nói như vậy là để anh em hiểu được luôn là mức giá của em nó cũng cực kỳ giật mình đúng không? Chỉ khoảng 600 cành thôi là anh em đã có được một chiếc SSD với dung lượng 256GB cho một cái nhu cầu đó là lướt web, xem phim, xem YouTube, đọc báo. Thì đây là một chiếc SSD có thể nói là tuyệt vời luôn. Và không chỉ những cái nhu cầu như vậy nhá, với những nhu cầu văn phòng hay là những cái trường học mà muốn lắp SSD cho cái dàn máy tính ở phòng tin học ấy, thì đây cũng là một sản phẩm mình nghĩ nó khá là phù hợp, bởi vì mức giá rẻ và dung lượng nó cũng ok, và quan trọng nhất là bảo hành cũng rất thoải mái. Cụ thể về chi tiết bảo hành cũng như là các thông tin khác thì mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả video để anh em có thể bấm vào và xem nhé. Đây là đường link đến thẳng cái trang của nhà phân phối trực tiếp của sản phẩm này tại Việt Nam, đó là nhà phân phối Thùy Minh, cho nên là thông tin sẽ cực kỳ ok và anh em cũng có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ. Bên trong em nó thì sẽ như thế này, rất đơn giản, chiếc SSD M2 nào cũng vậy, nhưng em này nó lại không đơn giản ở chỗ ấy là nó có thêm một cái bọc đấy, bọc chống tĩnh điện. Cái này là mình khá là khoái này. Đấy, cái bọc chống tĩnh điện này rất là hay, nó sẽ chống lại những cái static shock, là những cái tĩnh điện, những cái pha phóng điện mà không mong muốn. Đấy, là gây dẫn đến là hỏng SSD chúng ta, hỏng những cái linh kiện điện tử chúng ta. Đấy, rất cẩn thận luôn. Và đây là chiếc SSD trông nó cũng nó là SSD SSD M2 chuẩn 2280, sẽ có một cái tem AGI ở mặt trên này và các cái con chip nhớ cũng như là controller được đặt ở bên dưới này. Nói chung là không có gì cả, mặt lưng thì chống luôn. Và cái ưu điểm của những chiếc SSD NVMe mà chuẩn PCIe Gen 3 này ý, thì đó là nó sẽ khá là mát, cho nên là chúng ta sẽ không cần nhất thiết quá quan trọng cái việc là tản nhiệt cho em nó. Cho nên cái việc lắp đặt vào những chiếc laptop vốn là những thiết bị mà có cái nội thất ở bên trong nó rất là bí, rất là nóng, thì cũng là một cái giải pháp mà mình nghĩ là phù hợp. Chiếc này thì không có khe M2, cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thiết bị khác, đó chính là một chiếc AGI khác. Đây là một chiếc AGI, thậm chí mình còn chưa bóc siêu. Đây rồi, này có con gel ở đây. Đây là chiếc AGI có tên mã là AI238. À, còn em này là AI198 nhé. Chả sao 198 thì là M2 NVMe, trong khi 238 nghe số to hơn thì lại là M2 2.5 inch. Đấy, cách đóng hộp cũng y như vậy, cũng là cái khay cộng với cả một cái lớp vỏ chống tĩnh điện. Có vẻ nhà sản xuất này rất cẩn thận, rất quan tâm đến vấn đề đó luôn. Thiết kế thì nó là một ổ 2.5 inch khá là điển hình. Chúng ta sẽ có một cái phần vỏ màu đen hoàn toàn. Đó, vỏ này là nhựa nha mọi người, vỏ này là nhựa. Và mình chia sẻ thật lòng với anh em là nếu như bằng một cách nào đó mà anh em bóc cái ổ cứng này ra mà thấy ở bên trong nó chỉ là một cái mạch nhỏ nhỏ ở đây với chip nhớ ấy, thì anh em đừng nghĩ là anh em bị lừa nhá. Bởi vì nó là chuyện đương nhiên,
SSD SATA nào chuẩn 2.5 inch nó cũng như vậy. Cái USB của anh em ấy thật ra ở trong nó chỉ là con chip nhớ nhỏ nhỏ thôi, cái thẻ nhớ nó bé xíu à, đúng không? Thì với những cái thiết bị mà tốc độ đọc ghi không quá cao, với chiếc này là chuẩn SATA 3 thì nó cũng mắc luôn cả chuẩn SATA 3 rồi, thì chúng ta không cần quá quan tâm. Quan trọng là cái mạch nhỏ nhỏ đó là tất cả những gì chúng ta cần. Còn cái vỏ này ấy, nó là vỏ làm sao để nó fit với cả cái chuẩn 2.5 inch để nó có thể gắn được vào những cái chỗ như thế này mà thôi. Đó, anh em thấy không? HDD thì ở trong nó nào là đĩa, nào là motor, nào là rất nhiều linh kiện khác nhau, và người ta sinh ra cái chuẩn 2.5 inch đã là cố gắng cho nó nhỏ lắm rồi đấy. Còn với những chiếc SSD như thế này mà để lắp vừa được vào cái chỗ này ấy, thì họ phải làm cái vỏ to ra, anh em hiểu chưa? Đấy, cho nên anh em đừng nghĩ bị lừa khi mà bóc ra thế trong có mỗi cái mảnh nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ demo trực tiếp bằng cách là gắn con SSD này vào đây, sau đó cài Win, thậm chí mình chơi hẳn Win 11 luôn nha anh em, xem nó có ok không nhá. Đó, và đây, đây là hình ảnh chiếc SSD đã được cập nhật vào chiếc laptop 12 năm tuổi, 2012 bây giờ 2024, 12 năm tuổi đấy. Thì anh em thấy đấy, trông thiết kế logo AGI trên nền màu đen nó rất là tiệp tông với cả cái vỏ, đúng không? Trông nó rõ ràng là nó xịn xò hơn hẳn cái ổ như này đấy. Để đây trông nó cứ nguy hiểm kiểu gì các ông ạ, thay đây vào phát trông nó tự tin tươi tắn hơn hẳn. Vậy thì tốc độ xử lý của em nó như nào, thử phát nhờ. Ok anh em, như vậy là mình đã setup xong. Tuy nhiên thì đầu video mình có nói là Win 11 nhưng mà nó cũ quá, chiếc laptop này cũ quá. Win 11 nó không hỗ trợ, nó thiếu một số thứ kiểu như TPM 2.0 gì gì đấy, những cái yếu tố đấy. Nhưng mà đây, chúng ta đã có ít nhất là Win 10 ở đây. Đấy, anh em thấy ổ nó đang nhận là hình như màn hơi sáng, đây là mình cho nó. Đấy, đây. Ổ cứng đây. Đấy, bắt nét, đừng bắt nét mặt tôi. Đấy. 254GB, ừ đúng rồi, nói chung là vào thì kiểu gì cũng bị cắt bớt thôi. Và đây là Windows 10 nha mọi người, đó mọi người có thể thấy Windows 10 21H2, phiên bản mà mình có thể tìm được đủ nhanh để mình có thể cài vào đây. Và quan trọng nhất ấy là những cái tác vụ ở trên em laptop này nó đang tương đối là mượt, anh em có thể thấy ít nhất là bật cái start này lên nó không bị giật, xong rồi mình, ví dụ như là mình muốn mở được trình duyệt mượt luôn. Ui dồi ôi, chứ còn trước riêng cái quả mà gọi là mở cái laptop này lên, bật được nó lên thôi đã là cả một cái câu chuyện rất dài rồi. Bật máy lên xong bắt đầu đi đánh răng rửa mặt này, xong rồi pha cốc cà phê này, úp bát mì này, ăn xong bát mì uống hết cốc cà phê thì nó vơi lên đấy. Tức là mà đấy còn không phải là Win 10 nhá, mà đấy còn là Win cái bản gốc của cái chiếc laptop này lúc ra mắt ấy, nó cái Win 8 anh em ạ. Đấy, nó chậm kinh khủng luôn, chạy HDD thì thôi anh em quên đi, nhưng mà bây giờ thậm chí chúng ta có thể lên YouTube. Đây mới mở lần đầu mình phải gõ nó tử tế. Ôi trời ơi, đấy cái đoạn này quên, cái đoạn này lốt là do mạng chậm nhá, chứ không phải là do cái laptop này chậm đâu anh em. Còn bây giờ mở video lên xem các kiểu nó là mượt đét luôn đấy. Không ngờ là một chiếc laptop mà đến 12 năm tuổi rồi mà vẫn có thể đáp ứng được những cái tác vụ ít nhất là mình có thể gọi là xem video, mình lướt bình luận ở bên dưới các kiểu, mọi thứ nó rất là nhanh chóng. Nhưng mà cái mà mình nghĩ là mọi người sẽ quan tâm lúc này đó là cái tốc độ, đúng không? Vậy thì tốc độ của em nó sẽ là bao nhiêu? Anh em thấy mắt mình hơi đá lên trên đúng không? Tại trên này mình có cái mo ấy, cho nên là anh em thông cảm nhé, chứ không phải là mình không muốn nhìn anh em, không phải mình không tôn trọng đâu, mà mình phải quan sát cái màn hình này qua cái mo đây. Đấy, thì chết rồi, chuột đâu rồi? À được. Đấy, đây, ta sẽ cùng xem nào tốc độ của em này nó sẽ được như thế nào nhá. À đây rồi. Tưởng là nó không chạy luôn. Dù sao thì test tốc độ ở trên một cái laptop 12 tuổi thì nó cũng gọi là tương đối thôi anh em. Chúng ta sẽ chỉ gọi là tham khảo thôi. Nhưng mà ít nhất là ở đây mình đang thấy con số là 283, tức là gấp gần đôi đấy, gần đôi con HDD đấy. Đọc 283. Rõ ràng là cái tốc độ này nó chưa phải là tốc độ của chiếc SSD này. Nhưng ít nhất là trên chiếc laptop này nó đã phát huy tác dụng của em nó. Và đây là tốc độ ghi của em nó, khoảng 265 megabyte trên giây. Đấy, nói chung là thực sự là đây vẫn chưa phải là sức mạnh tối đa của em nó đâu, nhưng mà quan trọng ấy là nó giúp cho chiếc laptop này làm được việc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần test tiếp theo, đó là test em này AGI AI198. Nếu anh em thắc mắc về mức giá thì như mình nói rồi nhỉ, em này thì rơi vào khoảng 6 lốp, còn cái em 256GB SATA 3 này thì nó là khoảng 5 lốp đấy. Còn nếu như mà anh em muốn phiên bản dung lượng cao hơn ấy, phiên bản ví dụ 512 của em NVMe này chẳng hạn, thì nó sẽ rơi vào khoảng 1 triệu. Còn 1T của em nó thì cũng cao hơn nhưng mà không nhiều đâu. Nói chung là đây là một trong những em SSD giá rẻ mình thấy khá là ok để anh em có thể nâng cấp vào những cái chiếc máy cũ của mình. Vâng, và đây là dàn PC mọi khi mình vẫn dùng để test bất kỳ một cái linh kiện nào của anh em, hy vọng là trong tương lai có thể nâng cấp được em nó. Và ở đây thì mình đang cắm chiếc AGI
AI238 ở đây. Đó, chiếc SD883. Còn chiếc AI198 thì mình đang gắn ở khe khe ở bên dưới này, bên trong này. Đó, và đây là ở bên trong, anh em đã thấy là cái phần disk management của mình thì nó sẽ hiện ra đây. AI238 đây, ổ E nhá. Và AI198 là ổ D nhá. Rồi, và mình đã test tốc độ ở đây rồi. Thì chiếc 198 là chiếc SSD NVMe, mọi người có thể thấy là tốc độ của nó cũng tương đối là ổn, với mức đọc là 2000 và ghi là khoảng 1100, 1200. Thì cái tốc độ này so với cả tốc độ mà trên website thì nó cũng có sự chênh lệch nhất định. Tuy nhiên thì đây là một mức tốc độ mà ở một chiếc SSD có mức giá chỉ 600.000, mình có thể gọi là ok, mình có thể sử dụng được. Còn nếu như mà anh em mua dung lượng cao hơn thì tốc độ nó cũng sẽ nhanh hơn đấy. Còn lý do tại sao thì trong những video sau mình sẽ giải thích nhá. Còn đây là ổ AI198 với mức giá 600.000, anh em có thể lựa chọn. Còn với chiếc ổ AI238 thì sao? Đây, nó chính là chiếc SD SATA 3 ấy, mà vừa nãy khi mà chúng ta test ở trên chiếc VAIO, tốc độ nó chỉ bằng một nửa thế này thôi. Thì ở trên chiếc PC của mình thì mọi người có thể thấy tốc độ của nó ok hơn rất nhiều. Nói chung là gần đạt mức ngưỡng của SATA 3, đó là đọc 547 MB/s, với ngưỡng SATA 3 là 600 và ghi là cũng khoảng 500 MB/s. Thì đây là một tốc độ mà mình nghĩ là nếu anh em không phải là để update cho laptop mà anh em có thể là sử dụng để lưu trữ dữ liệu ở trên những dàn PC như thế này thì cũng là một cái giải pháp mình nghĩ là ok, với điều kiện anh em có thể lựa chọn những cái phiên bản dung lượng cao hơn chẳng hạn. Và đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với anh em về những chiếc ổ SSD có thể nói là khá ngon bổ rẻ trong thời gian gần đây. Và nếu như mà anh em cảm thấy là video này nó giúp cho anh em một cái điều gì đấy có ích chẳng hạn, ví dụ như là giúp anh em cứu được chiếc laptop cũ chẳng hạn, thì hãy bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên là đăng ký WiseTech, bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tương lai đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.